Một nhà thám hiểm đơn độc, trong sứ mệnh khám phá vẻ hùng vĩ của sao Thổ, các vành đai và mặt trăng của nó, sau 20 năm trong không gian, tàu vũ trụ Cassini của NASA cạn kiệt nhiên liệu. Và vì vậy, để bảo vệ các mặt trăng của sao Thổ có thể có các điều kiện phù hợp cho sự sống, một kết thúc ngoạn mục đã được lên kế hoạch cho nhà du hành sống lâu năm đến từ trái đất này. Được phóng đi vào năm 1997, tàu vũ trụ Cassini vượt hàng tỷ km sau 7 năm xuyên hệ mặt trời, nó đã đến được sao Thổ năm 2004. Trong hơn một thập kỷ, Cassini đã chia sẻ những điều kỳ diệu của sao Thổ và các mặt trăng băng giá của nó, đưa chúng ta đến những thế giới đáng kinh ngạc, nơi những dòng sông mê tan, nơi các tia băng đang bắn vào không gian, và một đại dương có thể chứa sự sống. Quỹ đạo cuối cùng của Cassini là sẽ lao vào sao Thổ, chiến đấu để giữ cho anten của nó hướng về trái đất khi nó truyền lời từ biệt. Trên bầu trời của sao Thổ, cuộc hành trình kết thúc khi Cassini trở thành một phần của chính hành tinh này.